Lại nữa thiện hiện 80 vẻ đẹp là một Móng tay như lai hẹp dài, mỏng láng, sáng sạch, trong trắng như hoa hoặc như đồng. 2. Ngón chân ngón tay như lai tròn, thon dài, ngay thẳng, mềm mại, đốt xương không lộ. 3. Các ngón tay ngón chân của như lai đều bằng nhau không so le, giữa kẻ các ngón đều khít kín. 4. Tay chân như lai tròn đầy như ý, mềm sạch, sáng mịn, màu như hoa sen. 5. Gân mạch như lai, buộc ràng chắc chắn, ẩn sâu chẳng hiện. 6. Hai mắt như lai đều ẩn chẳng lộ. 7. Bước đi như lai tiến tới thông thả như long tượng chúa. 8. Như lai bước đi oai nghi tẻ chỉnh như sư tử chúa. 9. Như lai bước đi vững vàng thông thả, không nhanh không chậm giống như châu chúa. 10. Như Lai bước đi tiến dường nhẹ nhàng giống như ngỗng chúa. 11. Mỗi khi ngó lui thì Như Lai đều xoay qua phía bên phải và toàn thân chuyển theo như long tượng chúa. 12. Các bộ phận của Như Lai thẳng tròn và sắp xếp khéo léo. 13. Các đốt xương Như Lai kết nhau không hở giống như rồng lượn. 14. Xương đầu gối của Như Lai được sắp xếp khéo léo, rắn chắc, tròn đẹp. 15. Chỗ kín của Như Lai có hoa văn xinh đẹp, đầy đủ oai thế, viên mãn, thanh tịnh. 16. Thân Như Lai trơn láng, mềm mại, sáng láng, sạch đẹp, đất bụi không dính. 17. Dung mạo của Như Lai rất nghiêm nghị, không sợ hãi, không hèn nhát. 18. Các bộ phận của thân như lai chắc chắn, đầy đặn kéo kết dính vào nhau. 19. Thân phần của Như Lai tròn đầy, an ổn, vững vàng, chưa từng lay động, không hư hoại. 20. Thân tướng của Như Lai giống như vua trời, trông rất đoan trang, sáng sạch, không bị ngăn che. 21. Thân Như Lai có ánh sáng tròn đầy, bao xung quanh, khi đi thường tự chiếu sáng hai hai bụng như lai vuông vức không lệch mềm mại không lộ ẩn kín các tướng trang nghiêm hai ba rốn sâu có xoáy vẻ bên phải tròn đẹp sạch sẽ sáng láng hai tư rốn như lai dày chẳng lõm chẳng lồi xoáy tròn rất đẹp hai năm da như lai không bị ghẻ lở nốt ruồi thịt dư hai sáu lòng bàn tay như lai đầy đặn mềm mại lòng bàn chân bằng phẳng hai bảy chỉ tay như lai sâu dài rõ thẳng